Đây là toàn cảnh đan viện Black Garden, nhìn từ trên cao. Kế bên nhà dòng có một xóm nhà lá bên lương. Đám cỏ xanh là đất nên nhà dòng. Trên đất nó mới cây đây này, cái ba lì lúa mì. Đây là nhà tĩnh tâm và nhà dòng cho người phụ nữ. Đây là trên cân lộ. Đây là ngôi nhà có một miếng đất rất là khá rộng trước mặt nhà dòng.